Chào các bạn, mình là Giang đây. Lâu quá rồi không có làm video để gửi tới các bạn. Trong thời gian vừa qua thì tại bận đi làm quá, làm đến tối mịt mới về, cho nên là không có làm video. Nhưng mà mình luôn luôn theo dõi và luôn luôn biết được những câu hỏi mà các bạn đặt ra. Và hôm nay mình làm một cái video để trả lời cho các bạn những cái câu hỏi mà các bạn đã hỏi, mình tổng kết được. Thì ví dụ như là có rất nhiều bạn sau khi xem được video thì các bạn mới hỏi là em bị triệu chứng như thế này, triệu chứng như thế kia, thì bây giờ phải làm sao? Đó là câu hỏi thứ nhất. Thì xin trả lời là các bạn chắc mới xem được 1-2 clip, cho nên là các bạn chưa tự tìm ra câu trả lời. Thực ra là dù các bạn có bị triệu chứng gì đi chăng nữa ha, thì vì nó nhiều lắm, riêng bản thân mình có thể kể tên được những khoảng chắc phải 50 cái triệu chứng mà mình trải qua, nó nhiều lắm. Cho nên là khi mà các bạn đã khám về thực thể và bác sĩ kêu là nó ok, không sao cả, thì các bạn phải biết rằng đây tất cả là hội chứng của cái chứng mà mình đang mắc phải, ví dụ rối loạn lo âu hay là ám ảnh cưỡng chế hay là rối loạn lưỡng cực hay trầm cảm hay một cái gì đó đại khái, nó đều có những triệu chứng giống nhau vậy hết, và nó cứ đi từ triệu chứng này đến triệu chứng khác, và các bạn không cần phải hỏi nó nữa. Tức là chỉ cần khám thực thể và các bác sĩ đã nói với các bạn là các bạn không sao cả, thì các bạn đừng có thắc mắc, tức là đừng có nghi ngờ là nó bị thế này hay nó bị thế kia hay không, đừng nghi ngờ. Tại vì là các bạn có tìm hiểu thêm nhiều cái tài liệu nữa thì nó cũng chỉ ra cho các bạn thấy là khi mà các bạn gặp các hội chứng về tâm lý thì các bạn bị những cái hội chứng trên thân thể là nó biểu hiện ra như thế đấy. Cho nên là hãy cố gắng xem tất cả các video rồi thực hành đấy. Câu hỏi thứ hai là các bạn hỏi là các bạn sẽ nêu ra một cái triệu chứng thì các bạn kêu là thực hành cái bài nào đấy. Thì thực ra là thế này, không có một cái bài thực hành nào để trị cho một cái triệu chứng mà nhất định của các bạn hết á, không có cái bài nào hết. Tức là thế này, cái CBT á là cái cực kỳ quan trọng. Cái CBT, tại mình sẽ phải nói lại về CBT. CBT á là cái nhận thức hành vi, phương pháp nhận thức hành vi. Thì á khi mà các bạn mà nhận thức đúng đắn, tức các bạn nhận thức đúng đắn về vấn đề, cái vấn đề ở đây là những vấn đề biểu hiện trên cơ thể của mình. Ví dụ nhé, bây giờ các bạn có thể là đang ngủ giật mình, khó thở, thì đó là vấn đề đúng không? Nhưng bây giờ các bạn hỏi là các bạn nói là bây giờ tập cái nào, thì thực ra là khi các bạn nghỉ, tức là các bạn bị hoảng loạn trong cái cơn nó xảy ra rồi, thì các bạn tá hỏa đi, các bạn đi tìm kiếm là mình có bị cái gì hay không, cái này là một cái vấn đề gì đó, và các bạn luôn luôn tìm ra cái câu gọi là ai đó để khẳng định cho các bạn biết rằng là mình không sao cả đó. Nhưng mà thực ra là các bạn không tìm được câu đó, tại vì mỗi người một triệu chứng, thì có thể các bạn tìm được người ta nói với các bạn là không sao đâu, tôi cũng bị, nhưng các bạn không tin. Thì cái phương pháp nhận thức hành vi là cái phương pháp mà các bạn phải nhận thức được rõ ràng, cái đó là một cái mà cái người có cái hội chứng như mình cũng bị. Và mình cũng bị, và bác sĩ đã kết luận là mình không sao cả đó, và tất cả đây chỉ là biểu hiện của các vấn đề rối loạn tâm lý hay là hệ thần kinh thực vật đó. Thì các bạn chỉ cần nhận thức được nó như vậy đấy, đó là cái nhận thức đúng nha. Còn nếu là phương pháp nhận thức hành vi là thế nào, các bạn phải nhận thức đúng đấy. Cái nhận thức đúng là như nào? Cái nhận thức đúng là các bạn nhìn thẳng vào cái gì đang xảy ra và không bóp méo nó, tức là không có tự suy diễn. Các bạn không được tự suy diễn, các bạn không được nghi ngờ đấy. Các bạn còn nghi ngờ, còn suy diễn, còn không tin vào những cái chuẩn đoán của bác sĩ, thì các bạn sẽ đi tìm hoài cái câu trả lời đó, và các bạn sẽ rất là mệt. Tại vì thế này, cái vấn đề thuộc về cảm xúc mà cái vấn đề mà nghi ngờ rồi lo lắng nó tốn cực kỳ nhiều năng lượng của các bạn, nhiều lắm. Giống như các bạn thử tưởng tượng nhé, cái một cái người tại sao người ta nói là cái làm việc trí óc đôi khi vậy mà nó lại mệt mỏi hơn cái làm việc chân tay. Tại vì
cái neuron thần kinh của mình này, nếu mà nó hoạt động nhiều á, tức là nó mất cực kỳ nhiều năng lượng đó. Cái não của mình là nó chiếm, nó tốn khoảng 2/3 năng lượng trong cơ thể của mình á. Cho nên các bạn phải cố gắng là đừng để cho những cái suy nghĩ đó nó quẩn quanh trong đầu của các bạn. Thì các bạn phải nhận thức đúng, nhận thức đúng, hành vi đúng là như thế nào. Đấy nha, ví dụ như đã, lấy lại ví dụ lúc nãy, bây giờ các bạn khó thở quá, xong các bạn đi hỏi những câu hỏi, thì các bạn hành vi của bạn là như nào? À, mình đã có phương pháp rồi. Đó, cái phương pháp đó ví dụ như là các bạn sẽ, mình đã có phương pháp, ví dụ như mình sẽ đứng lên, mình đi lại đó, hay là mình tập evening, hay là mình tập EFT đó, hay là mình sẽ tập Ho'oponopono. Tức là các bạn sẽ tự tìm ra được một cái phương pháp để giải quyết cái vấn đề hiện tại các bạn gặp phải đó, và nó sẽ tìm ra một cách phù hợp. Tại vì khi các bạn, thứ nhất ấy, là khi những cái cơn đó mà nó lên á, thì khi các bạn nhận thức đúng rồi á, là nó giảm được khoảng 50% rồi đó. Chỉ sợ là các bạn nhận thức sai thôi. Tại vì khi bạn nhận thức sai á, thì cái điểm kích nổ á, là nó kích phát là tự dưng nó rơi vào trạng thái hoảng loạn ngay đó. Cho nên đừng hỏi là phải làm gì trong những tình huống cụ thể, mà hãy cố gắng nhận thức đúng cái vấn đề mà mình đang gặp phải. Có thể là bạn này vấn đề này, bạn kia vấn đề kia, nhưng mà tất cả là phải đúng. Đúng là thế này này, các bạn phải tin một điều á, là cơ thể của các bạn không có vấn đề gì cả. Tại vì các bạn đã đi khám rồi đúng không? Và các bác sĩ đã kết luận là không có vấn đề gì rồi. Thì hãy tin cái niềm tin đó. Tức là cái niềm tin đó là cái niềm tin cốt lõi của các bạn. Và ví dụ như mỗi lần á, mà cái cơn khó thở tới á, là đừng có đổ lỗi nó là một cái vấn đề gì đó liên quan đến tim phổi hay cái gì đó. Không phải. Đó là niềm tin cốt lõi các bạn phải xây dựng được nha. Và cái CBT này là phải nắm thật chắc. Tại vì nắm thật chắc á, để làm gì? Khi các cơn gọi là cái cơn tấn công hoảng sợ nó tới á, là các bạn không có bất ngờ, không có bối rối. Ví dụ như bây giờ nó có tới, giống thì các bạn nói là nó lại tới rồi và không vấn đề gì cả. Thì các bạn chỉ cần nhận thức như vậy thôi. Đúng không? Nhận thức như vậy thôi là nó đã giảm được 50% rồi. Còn hành vi nhé, khi mà nó biểu hiện trên cơ thể của mình nó có mệt một xíu hay khó thở một xíu, thì bạn đứng lên, bạn đi lại, bạn điều hòa cơ thể, đúng không? Hít thở, rồi nó qua đi, thế là xong. Và dần dần á, nếu các bạn tập được nhiều lần như thế thì nó sẽ giảm dần nha. Mình khẳng định với các bạn là không có một cái phương pháp nào ví dụ như là điểm huyệt một cái mà nó hết ngay cơn đâu. Không có đâu, không bao giờ có ha. Hoặc là ví dụ như không có một cái phương pháp nào ví dụ như là các bạn đi uống một viên thuốc nào đó tự dưng nó ngắt cái nguyên cái cơn đó, cũng không có luôn. Các bạn cứ phải tập, tại vì nó là liên quan hệ thần kinh mà ha. Thì nó sẽ từ từ để nó điều chỉnh lại, nó điều chỉnh lại từ từ. Tức là ví dụ như cái giới hạn của bạn là nó như thế này đó, khi bạn nhận thức nó sai ấy, thì phản ứng nó như này. Khi bạn nhận thức đúng ấy, thì nó sẽ phản ứng như này thôi. Và khi nó quen như thế này á, thì nó sẽ ở trạng thái này. Bây giờ nếu mà nó, bây giờ bạn hoàn toàn thư thái trong những cái tình huống đó mà não nó không cảnh báo nữa, thì nó sẽ xuống như dần như vậy và nó hết đó. Thì các bạn phải tập CBT nha, nắm chắc CBT đó, chứ còn đừng có nhận định sai lầm. Nếu mà nhận định sai lầm là tốn năng lượng đó. Với thứ hai là tiếp theo là câu thứ ba này, các bạn hỏi là mình phải làm gì. Thật ra là các bạn không phải làm gì hết á. Tức là đừng có dành cái sức lực của tâm trí, của não bộ và của thân thể để chống lại nó. Không cần phải chống lại nó. Các bạn càng chống lại nó thì các bạn càng mệt ha. Không cần chống lại nó, chỉ cần lặng lẽ quan sát nó, nhận thức nó ra vấn đề để tự nhiên cho nó diễn ra. Hoặc là đi lại và chăm sóc nó, quay lại chăm sóc nó. Các bạn phải chăm sóc, các bạn tưởng tượng giống như một đứa trẻ vậy đó. Nó đang gào khóc, nó đang đòi một cái gì, nó đang đòi hỏi một cái gì đó. Thì tất cả cái phản ứng trên cơ thể mình là nó đang đòi một cái gì đó. Thật ra nó đòi, nó có cái lý do nó đòi. Nhưng tại vì thật ra là nếu mà các bạn, đấy, ví dụ như các bạn, mình nói các bạn là đọc cái cuốn sách là Chữa lành đứa trẻ bên trong á, thì các bạn cứ đọc đi. Tại vì các bạn sẽ biết là nó đòi cái gì à. Thì nó có một cái đòi hỏi gì đó mà các bạn lại quên đi, không đáp ứng được. Thì các bạn hãy cố gắng, đầu tiên nếu mà chưa đáp ứng được thì các bạn phải lắng nghe nó, lặng lẽ lắng nghe, quan sát nó, chăm sóc nó, vậy là được rồi nhá. Chứ đừng làm cái gì, đừng có nhìn về quá khứ rồi tiếc nuối, rồi nghĩ về tương lai, rồi dằn vặt bản thân mình. Đừng có làm những cái vấn đề đó. Những cái clip trước mình đã nói rồi, nhưng mà nói lại là không cần phải làm gì cả. Cái việc đơn giản là các bạn chỉ việc lặng lẽ nhìn nó thôi, ngắm nhìn nó, chăm sóc cho nó đó. Rồi
Đó là câu hỏi thứ ba. Thì là câu hỏi về những cái phương pháp CBT. Còn có nhiều bạn hỏi mình là các phương pháp này thì tập trong bao lâu, rồi tập bao nhiêu lần, tất cả các phương pháp. Thì mình nói thế này này, khi các bạn tập á thì tự dưng các bạn sẽ thấy nha. Ví dụ như bây giờ nha, nó có một cái triệu chứng gì đó. Thực ra là khi các bạn áp dụng các phương pháp vào á thì có một cái phương pháp nó hợp với bạn, và bạn sẽ áp dụng nó mà bạn cảm thấy thoải mái, không? Bạn cảm thấy thoải mái, ok, thoải mái. Sau mỗi lần như vậy bạn cảm thấy thoải mái thì bạn nên chọn nó làm cái phương pháp mà bạn sẽ thực hành nhiều hơn những cái phương pháp khác, không? Ví dụ như mình á, thực ra là ví dụ mình chia sẻ là khi mà mình bị sợ cái việc tắm á, là cái đi vào nhà tắm là mình sợ, sợ kinh khủng lắm. Tại vì lo là cái gì? Mình nhận thức sai lầm này, mình kể cho bạn nghe là cái chuyện là khi vào nhà tắm á, tại vì cái cơn đầu tiên của mình ấy, nó lên cơn trong nhà tắm, cho nên là mình sợ là mình vào nhà tắm nó sẽ bị ngất, rồi bị gọi là có thể là bị chết trong nhà tắm. À, thì cái đó nó làm cho mình sợ lắm. Nhưng mà khi mình nhận thức đúng rồi á, là không. Thứ nhất ấy, là khi mình vào nhà tắm á, là mình đầu tiên là mình phải học cách tắm nha. À, mình học cách tắm là mình tắm từ dưới xuống, từ lên dần, không thể xảy ra tình trạng sốc nhiệt được. Với thứ hai nữa, mình biết rằng ấy, à tại vì á, mình sợ cái việc tắm là do là cái cơn của mình đầu tiên nó lên trong nhà tắm, cho nên mình nhìn thấy nó mình sợ đấy. Tiếp theo mình lại nói là à, mình đã tắm bao nhiêu lần rồi nó cũng chẳng sao cả, chưa bao giờ bị một lần thứ hai cả đó. Rồi tiếp theo nữa là khi vào nhà tắm ấy, mình áp dụng EMDR thì thật ra là mình áp dụng thằng có 4 lần à, mà nó hết thì bây giờ là bình thường. Nói chung là mình cũng thấy nó rất là ok. Thì mình nói là cái phương pháp đó nó rất hợp với mình trong cái việc giải phóng những cái ám ảnh đó. Tiếp theo nữa là những cái gì á mà các bạn mà tập á, mà các bạn ví dụ như các bạn tập mà các bạn thấy nó mệt, nó không có hiệu quả, các bạn chuyển sang một phương pháp khác. Nhưng mà cái nền tảng á, là CBT thì các bạn phải nắm cho nó chuẩn đó. Còn vẫn các bạn mới hỏi mình là em có phải kiêng ăn cái gì hay không, rồi có nên đi tập thể dục hay không. Thực ra việc tập thể dục là ai cũng cần tập hết đấy. Các bạn cứ tập thể dục, không? Tập nhẹ nhàng phù hợp với sức của mình ha. Đừng có cố gắng, đừng có tập những cái giờ mà nó hơi lạ lùng, ví dụ như nửa đêm hay là quá sớm. Đừng có dậy quá sớm mà tập nhé. Đấy. Với thứ hai nữa, đừng có tập nặng quá. Đừng có tập nặng quá, tại vì á, vì sao? Tại vì khi các bạn mệt quá là các bạn lại đổ lỗi do cái việc tập không ạ? Các bạn không duy trì được. Đấy. Cho nên đừng có tập mệt quá, vừa sức của mình thôi. Đấy, vừa sức của mình rồi nghỉ ngơi, ăn uống thì chả phải kiêng khem cái gì, là do cái sức khỏe thôi, chứ còn cái chính một cái hội chứng rối loạn lo âu hay là cái gì thì chả phải kiêng khem cái gì cả. Nhưng mà các bạn cứ cố gắng làm sao ăn đến điều độ đúng giờ, đúng không? Nó có chất một tí để cho nó khỏe thôi. Thì ai cũng cần như vậy cả. Đó. Rồi, cái việc này nữa. Đi ngủ. Các bạn phải đi ngủ sớm, cố gắng đi ngủ sớm, dậy sớm phơi nắng. Đó, những cái đó là những cái mà các bạn nên là, tức là một người bình thường khỏe mạnh cũng nên làm, và mình cũng nên làm cái việc đó. Đó, còn cái chuyện mà hỏi là mình có uống cái thuốc gì không, hay là chữa bằng cái phương pháp gì, thực ra là mình không có uống thuốc gì cả. Đó, từ lâu nay là mình không có uống thuốc gì cả. Đấy, thì mình chỉ có thế này. Tức là hôm trước mình có giới thiệu cái giờ omega 3 có IFA cao hơn DHA gấp 2 đến 2,5 lần ấy, nhưng mà mình chưa tìm ra. Cho nên là mình tìm ra được rồi đấy, thì mình sẽ báo với các bạn cái chỗ để các bạn mua thôi, chứ mình không có bán nha. Mình không có bán thuốc. Tiếp theo là mình cũng không có bán sách nha. Thì các bạn nào mà mới vào sau á thì cố gắng tìm cái link sách ấy, thì vào trong đó thì các bạn xin là các bạn khác sẽ cho. Đấy, mình không có bán thuốc này, mình không có bán sách này, và mình không có tư vấn gọi là để lấy tiền nhé, không có tư vấn lấy tiền. Cho nên là các bạn phải thông cảm là khi nào mình rảnh thì mình sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn đó. Thì các bạn cứ nhắn tin vào trong cái group hoặc là cái fanpage á, vượt qua rối loạn lo âu sợ hãi á, thì mình sẽ tổng hợp lại rồi mình sẽ làm những cái video như thế này này. Còn các bạn cố gắng các bạn thực hành đi, những cái phương pháp đó nó hay lắm. Nó hay lắm, mà nếu mà các bạn mà thực hành á thì các bạn sẽ đạt được kết quả. Tại vì thế này, nó là một những cái phương pháp mà cả thế giới áp dụng và đang còn áp dụng nhé. Tại vì là còn mình, thực ra là mình đã biết được có một số bạn đã bỏ rất nhiều tiền. Ví dụ như có những bạn có những cái buổi trị liệu nha, mình không có đi trị liệu, nhưng các bạn kể lại á, các bạn kể với mình ấy là đi trị liệu thì cũng như vậy, ví dụ như 20 buổi là hết 100 triệu ấy.
nhiều tiền lắm. Mà bây giờ mình hiểu được các bạn là bây giờ mình mệt mỏi cái này kia là làm thì có làm gì đâu lấy ra tiền mà ấy, cho nên các bạn cố gắng tập đi. Còn các bạn nào mà có trình độ tiếng Anh ấy thì các bạn cứ lấy những cái keyword á, các bạn search đi, rồi các bạn xem bên nước ngoài ấy, nhiều lắm, hay lắm, có nhiều người họ chỉ hay lắm, thì cố gắng tập nhé. Thì có bạn nào á mà tập có kết quả tốt á thì thế này, mong các bạn ấy là hãy chia sẻ cho người khác, tại vì là bản thân mình đây, khi mà mình ổn hơn rồi mình làm video mình chia sẻ các bạn, thì mong các bạn để khỏe hơn. Thì các bạn nào mà khỏe hơn thì cố gắng dìu dắt, chọn đến một người cũng được thôi, một người thôi cũng được, dìu dắt các bạn ấy tiếp theo để làm sao để cho nó lan tỏa. Tại vì mình biết được, tại vì thật ra chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi. Và tiếp theo là phải sao, phải tích cực lên, tư duy nó phải tích cực lên, năng lượng nó phải tích cực lên. Đừng có bao giờ, nếu mà ngồi mà than á hay mà kể về bệnh được á mà nó khỏi á, là hội nhóm giải tán lâu rồi, không có ai hết đâu, không còn đâu. Cho nên là không cần than vãn, mà đừng than vãn, tại vì á, cái than vãn á là nó tốn cực kỳ nhiều cái năng lượng của các bạn. Vì á, khi mà các bạn than vãn nói chuyện với nhau có vẻ như là được thông cảm ấy, nhưng thật ra á, là trong não của các bạn ấy, nó lại nhắc đi nhắc lại nhiều cái từ đó. Cho nên cái việc á, thật ra là tại sao á, khi mà các bạn chia sẻ với một người á, là các bạn khi mà các bạn nói cho ai đó, các bạn phải nói chuyện tích cực lên, tích cực lên, đừng có nói những cái vấn đề tiêu cực, kể cả các bạn đồng cảm theo cái kiểu tiêu cực là cũng không được. Ví dụ như ai đó nói là mình bị đau cái này quá, kêu là ngày xưa mình cũng đau cái này quá nhưng mà không sao đâu, không nói như vậy. Thật ra các bạn không cần nghe luôn, tại vì thế nào? Tại vì là thực ra là chung quy nếu mà ai đã từng trải, từng trải qua, từng trong cuộc là đều biết hết tất cả những cái triệu chứng đấy. Có thể là triệu chứng của nó chưa xuất hiện trên những cái bạn mới cơ, nó sẽ xuất hiện, trước sau thì nó cũng xuất hiện à. Cho nên là cái gì đó không có gì lạ cả. Thì các bạn cố gắng làm sao để giúp cho các bạn mới, bằng cách cứ lắng nghe họ, nhưng mà đừng có hùa theo những cái tiêu cực nhé. Tiêu cực không có giúp đỡ được cái gì hết á. Phải tích cực lên. Mỗi ngày các bạn thức dậy, các bạn có quyền chọn lựa những cái thái độ cho cái ngày hôm đó. Ví dụ các bạn thức dậy, các bạn hỏi là ồ, hôm nay mình sẽ chọn khỏe hay là chọn than vãn. Thế các bạn coi là hôm nay mình sẽ chọn khỏe, mình sẽ chọn khỏe. Đến lúc nào mà các bạn trong ngày các bạn thấy mệt, các bạn kể hôm nay mình đã chọn khỏe rồi, cho nên mình sẽ khỏe. Mình sẽ khỏe. Ví dụ hôm nay mình sẽ chọn vui, đúng không? Có ai bắt các bạn chọn những cái điều ấy đâu, mà tại vì cái cơ thể nó kéo các bạn xuống thì các bạn nghĩ là ui sao mình khỏe, chọn khỏe rồi mà nó vẫn mệt. Kệ, mình cứ nói là mình đã chọn khỏe rồi, mình khỏe. Cái này chỉ là tạm thời, rồi tí nó khỏe lại đấy. Tức là tinh thần luôn luôn phải giữ như vậy. Nếu các bạn giữ như vậy rồi nó sẽ thành thói quen. Còn nếu các bạn cũng than vãn nó cũng thành thói quen, suốt ngày các bạn cũng bị mê những cái câu nói đó. Nó quen á. Cho nên là thôi, đừng có than thở với nhau nhiều quá. Tại vì có giải pháp rồi, đúng không? Các bạn thấy không? Thuốc uống, nếu mà khỏi nha, mình không có phủ nhận nha, nhưng nếu khỏi thì khỏi hết rồi. Nếu khỏi là khỏi hết rồi. Nếu mà than vãn khỏi là khỏi hết rồi. Nhưng cái việc áp dụng tâm lý, các bạn cứ đếm đi, trong cái group á, trong cái group Zalo á, đã rất nhiều người khỏi rồi nha. Các bạn đã sinh hoạt bình thường rồi, hoặc ít nhất ấy, là từ khi mà mệt quá mệt mỏi nằm bẹp đến bây giờ đã chạy lại đi làm ăn sinh sống lại rồi đó. Cho nên là các bạn thấy cái vấn đề tâm lý là mình phải đã thông được trước, rồi tiếp theo là bổ trợ gì thì các bạn bổ trợ. Còn cái chuyện mà ai đó đang uống thuốc, đang theo liệu trình của bác sĩ thì mình không có can thiệp nhé, mình không có tư vấn được thuốc tại mình không có chuyên môn. Nhưng các bạn hãy hỏi bác sĩ của các bạn và cố gắng để cai thuốc nhé. Rồi, các bạn nhớ nhấn. Có một số bạn ấy không biết là kêu là ủa sao em xem được có một cái video của anh. Không phải là các bạn không nhấn cái chuông, rồi các bạn không nhấn đăng ký. Các bạn phải nhấn đăng ký, nhấn cái chuông. Xong bắt đầu là khi nào ví dụ như video này nó ra này, là nó sẽ thông báo cho các bạn. Đó, thì các bạn sẽ nhận được thôi nhé. Thì có bạn nào mà đã ok rồi thì cố gắng comment trả lời những cái comment trên YouTube này dùng mình nhé. Tại vì nhiều lúc thật ra đi làm tối mùi tối mịt mới về à, mà tại vì mình làm cho mình cho nên là cũng chả có nhờ được ai cả.
mà làm nhiều việc nhưng mà lại thu nhập nó cũng bình thường, cho nên nó cứ phải làm việc chăm, không chăm thì không được. Nhá, chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nào nhớ đặt câu hỏi ở bên trang fanpage ấy, có trên cái phần mô tả nó có, nếu có gì mình sẽ trả lời tiếp. Chào các bạn nhé.